Trời ơi, 5 triệu, 24 inch Full HD 60Hz. Anh em tin được không? 24 inch Full HD 60Hz. Mà những 5 triệu. À, anh em nghĩ những cái thông số đó đi với 5 triệu là đắt á? Ờ đúng, đắt thật. Nhưng chiếc màn hình này nó có nhiều hơn thế. Nhiều hơn như thế nào? Mời anh em xem intro nhé. Xin trân trọng giới thiệu với anh em, đây là chiếc màn hình ViewSonic VG240V Display. Mình đọc chữ này, có chữ display thì mình thuận mồm đọc luôn. Thì cái con màn hình này như mình đã chia sẻ, nó có mức giá khoảng 5 triệu đồng và có thông số như mình cũng đã vừa nói ngay đầu video vào. 24 inch Full HD, tần số quét 60Hz. Có thể anh em sẽ nghĩ là nó đắt, nhưng sau khi xem video này thì mình tin chắc anh em sẽ thấy đây là một chiếc màn hình dành cho những nhu cầu rất cụ thể. Và mình sẽ giới thiệu với anh em ngay bây giờ. Đầu tiên anh em hãy cùng mình đập hộp ra đã nhé. Thật ra là mình đã đập ra rồi, và sau đó là mình thấy nó hay quá nhưng mình lại đóng lại và mình sẽ làm lại cho anh em xem. Đây, đây là hai cái bộ phận chính để nâng đỡ chiếc màn hình này, gồm có pad đế và trụ đế. Thì hai cái linh kiện này có một cái thiết kế khá là elegant. Nó là kiểu lịch sự, lịch thiệp kiểu đấy. Và khu vực này thì anh em sẽ thấy dòng chữ VG Collection. Ui, thay vì dùng chữ là series thì ViewSonic dùng từ Collection. Ui, bộ sưu tập VG. Nghe nó kiểu nó sang trọng hơn ấy. Phải chăng vì sự sang trọng này mà nó có giá tới 5 triệu? Chưa đâu. VG Collection, anh em biết VG là viết tắt của gì không? Không phải ViewSonic Gaming đâu. Là vãi dầu. Anh em giàu anh em mới mua. Đồ thôi. Đấy nhá, đập hộp chiếc màn hình này ra thì cũng rất đơn giản thôi. Mình có một cái điểm rất đáng khen, dành cho một cái lời khen dành cho ViewSonic khi mà chiếc hộp này mở như thế này, chứ không phải là rút xốp ngang như này. Mình rất ghét mấy cái màn mà phải rút xốp ngang ra, nó dễ bị rơi những cái đồ bên trong ra. Đặt lên bàn tử tế, mở ra rất sang trọng, rất lịch sự. Và ở bên trong thì anh em sẽ có những cái khu vực để đặt những cái linh kiện này. Và một lời khen nữa dành cho ViewSonic khi mà họ rất bảo vệ môi trường, khi mà toàn bộ chiếc hộp này đều sử dụng bằng chất liệu là giấy. Và loại giấy này thì hoàn toàn có thể tái chế nó, chứ không hề có xốp nhá. Mặc dù vẫn hơi có một chút túi ni lông, nhưng mà không sao. Đó, bản thân cái này đã là một cái vật liệu tái chế rồi nhá. Ngoài ra thì anh em sẽ có những cái phụ kiện khác như là cắp nguồn này. Có vẻ như chiếc màn hình này sẽ không sử dụng adapter nguồn mà sẽ dùng cắm nguồn trực tiếp. Có anh em sẽ có hẳn hai cọng cắp nguồn luôn, nhưng cả hai cọng đều là cái đầu ba chân. Nhưng mà hên cho anh em là cái chân này thì dễ bẻ này, anh em dùng những cái ổ điện hai chân nó vẫn dễ dàng hơn. Ngoài ra thì anh em sẽ có một cọng dây AUX 3.5mm hai đầu màu xanh lá cây. Bên cạnh đó anh em sẽ có gì? Chúng ta có một cọng dây HDMI và chúng ta có thêm một cọng dây USB Type-B nữa. Rất nhiều kết nối đúng không? Có hẳn một cái dây AUX 3.5mm mà nó lại là dây màu xanh lá cây, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó dùng để cắm xuất ra âm thanh đấy, không phải là để xuất ra âm thanh cho tai nghe đâu, mà nó xuất ra âm thanh lát nữa anh em biết. Lời khen thứ ba mình dành cho ViewSonic khi mà họ đóng hộp cái chiếc màn hình này. Đây, màn hình thì nó nằm ở đây rồi, nhưng mà bây giờ anh em lại phải nhấc nó lên à? Rất phức tạp, rất khó khăn đúng không? Anh em mở này ra. Trời ơi, anh em thấy một cái rãnh này không? Để là gì anh em biết không? Để anh em cầm cái này, anh em lắp vào cái mặt lưng của chiếc màn hình. Cái đế này sử dụng lẫy giống như rất nhiều mẫu màn hình trên thị trường hiện nay. Anh em vạch vào cái là xong. Đó. Và bây giờ anh em lắp cái đế này vào. Rất an toàn đúng không? Không việc gì phải nhấc cái màn hình ra cả. Sau khi mà chúng ta đã lắp đặt xong cái bộ chân đế này, nó chắc chắn rồi, nó vững chãi rồi, yên tâm rồi, thì anh em cầm chân đế, anh em nhấc màn hình ra. Một cái đóng hộp rất thông minh. Lời khen này phải nói là cái lời khen lớn nhất từ đầu video đến giờ mình dành cho ViewSonic. Rồi, sau khi cái hộp sử dụng xong thì bình thường ấy, mình nghĩ là nhiều anh em sẽ vứt bỏ cái hộp đi, nhưng mà cá nhân mình khuyên anh em không nên vứt cái hộp đi. Nếu như mà nhà anh em chật quá thì thôi vứt đi cũng được, nhưng mà nếu như mà nhà anh em không quá chật mà có nơi gọi là nhà kho ấy để anh em để đồ ấy, thì nên để lại cái hộp để làm gì? Thứ nhất là đỡ vứt rác, nhưng mà quan trọng nhất là ví dụ anh em chán anh em bán
thì có hộp đựng. Đấy, và đây là chiếc màn hình chúng ta. Về thiết kế thì anh em sẽ thấy, ui dồi, 5 triệu màn 24 inch Full HD 60Hz, chả có cái vẹo gì. Anh em thấy cục trên này không? À, nó là một cái webcam. Mà cái webcam này nó có lẫy để che vật lý, để tăng cái tính riêng tư nếu như mà anh em không muốn người khác nhìn thấy mình. Tại sao lại phải che vật lý? Ờ, tại vì anh em biết đấy, anh em xem phim chưa? Xem mấy ông hacker chưa? Bật cam người khác lên xem bình thường, mà thậm chí là cái đèn ở cam nó còn không sáng cơ, đỉnh lắm. Hoặc là cái này nó là chuyện thật đấy chứ không phải là chuyện đùa đâu. À, anh em biết Edward Snowden không? Đấy, cái vụ của Edward Snowden nói lên tất cả. Và cái cam này nó hay ở chỗ ấy, là nó khác với cam laptop, là nó thay đổi được độ nghiêng, nó sẽ úp xuống hoặc ngửa lên với cái biên độ là cộng trừ 5 độ. Bằng cách rất đơn giản, anh em gạt cái nút mà che cam này này, anh em có thể gạt phía trước hoặc phía sau thì nó sẽ thay đổi cái độ nghiêng của cái camera này, webcam này. Tại sao phải thay đổi độ nghiêng? Bởi vì anh em thấy đấy, là cái màn hình chúng ta nó sẽ cố định ở một chỗ đúng không? Và cùng lắm anh em có thể thay đổi độ nghiêng của màn hình. Đấy, nhưng mà cái webcam thì nó nằm tít trên này. Với cái điều kiện sử dụng bình thường là mặt anh em ngang song song với trung tâm của cái màn hình này nhá, thì có thể là nó lên hoặc nó xuống thì anh em chỉnh được cái độ nghiêng của cam, nó sẽ tiện hơn và nó sẽ lịch sự hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Thiết kế mặt trước thì khá là thô. Mình đánh giá chung là như vậy, khi mà viền không quá mỏng, ở trên lồi lên một cục, ở dưới thì cũng khá dày, có hẳn cái đống nút ở đây luôn. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà đã chơi nút ấy thì thà để như thế này còn hơn là giấu đằng sau. Đằng nào chả dùng nút. Để như này chúng ta có nhìn được luôn này, ký tự cộng này, trừ này, tăng giảm âm lượng, tắt tiếng này, tắt mic này, đó, và nút nguồn. Nhìn vẫn biết luôn, không phải mò mẫm gì cả. Hoặc nếu như mà không thích dùng nút thì dùng joystick 5 chiều giúp mình. Đó, các nhà sản xuất nếu xem được video này thì hãy tiếp thu một cái ý kiến đóng góp rất là chân thành của mình nhé. Đến với mặt sau. Mặt sau anh em sẽ có gì? Đó, chắc là mình không cần phải mô tả nhỉ, có một cái rãnh này mà mình chẳng biết là để làm gì, thậm chí ở trong nó còn không có lưới hay gì để tản nhiệt cả, nó chỉ đơn giản là một cái rãnh để trang trí thôi. À, ở đây đây mới là lưới tản nhiệt này, giá kể mà cái hàng lưới này nó vào cái chỗ trên của rãnh này xong nó bốc tỏa ra ngoài chắc cũng không ảnh hưởng gì đúng không. À, màn hình của chúng ta sẽ hơi bo cong một chút nhá, cho nên là nếu như mà nhìn từ cái góc chéo này anh em sẽ cảm thấy nó mỏng hơn cái độ dày thực tế của nó. Nếu nhìn từ góc chéo như thế này, đó, anh em sẽ thấy màn hình nó chỉ dày như này thôi, nhưng mà quay ra mới thấy độ dày thực sự của nó. À, đó là một cái mẹo để đánh lừa thị giác. Ở đây chúng ta có logo Bisonic này, lấy để tháo cái chân đế này, nhưng mà mình sẽ không không tháo ra nữa. À, ở đây anh em thấy sự xuất hiện của hai cổng USB. Và cái góc xoay ngang của chiếc màn hình này cũng rất rộng. Như anh em đã thấy mình vừa xoay đấy, xoay, xoay, tương đối rộng. Chưa đến 180 độ nhưng mà cũng rất thoải mái để chúng ta có thể làm việc với nhiều cái góc độ khác nhau. Hoặc là anh em setup, ví dụ như là anh em setup nhiều màn hình chẳng hạn, thì thay vì anh em phải để cả cái chân xoay chéo cái chân như này, thì anh em có thể để ba cái màn hình cạnh nhau với ba cái chân ngang như nhau, nhưng mà sau đó chiếc màn hình này nó sẽ xoay ngang ra, thì trông cái setup bàn của anh em nó sẽ gọn gàng hơn, nó hợp lý hơn, đúng không? Rồi, ngoài ra thì chiếc màn hình này cũng có cái khả năng ngửa rất đáng ngưỡng mộ luôn. Nó ngửa lên rất nhiều. Bình thường cái góc ngửa của một chiếc màn hình mình thấy nó chỉ khoảng cộng trừ 10 độ cho đến 15 độ là kinh lắm rồi. Con này chắc phải 45 độ mất, anh nghe thấy không? Kéo gần 45 độ thật, dã man. Đó, ngửa lên rất nhiều. Bởi vì sao? Có thể là anh em sẽ là đứng làm việc như thế này. Đó, anh em đứng làm việc như thế này thì anh em có thể nhìn thẳng vào màn, như anh em thấy cái góc mà mình đang đứng như thế này. Đó, webcam ở đây. Đó, chúng ta có webcam. Rồi, chúng ta làm việc rất thoải mái. Anh em thẳng đầu, thẳng cổ, mặt hơi cúi xuống một chút, rất dễ chịu với một chiếc màn hình mà có khả năng như thế này. Vậy thì xoay ngang, bẻ dọc, thoải mái rồi. Thế xoay, xoay dọc thì sao? Xoay dọc thì đây, có luôn xoay dọc cho anh em. Đó, xoay dọc và xoay dọc hai chiều luôn. Và chính cái điều này khiến cho chiếc màn hình này có cái khả năng gọi là tùy chỉnh góc làm việc, phải nói là đến gần như là không tưởng luôn. Đấy, anh em thấy không? Mình xoay ra nhé, mình bẻ nó nghiêng góc như thế này. Anh em nhìn cái tư thế màn hình trông nó có quái dị không? Đấy. Rồi, có lẽ là đấy là những thứ mà anh em không mấy quan tâm ở chiếc màn hình này, mà anh em sẽ quan tâm đến khả năng hiển thị này, webcam nó ra làm sao và nó có loa ngoài hay không.
Nhưng mà trước khi đến với những tính năng sâu hơn thì chúng ta hãy nhìn qua cổng kết nối nhá. Về cổng kết nối thì chiếc màn hình này sẽ cung cấp cho anh em khá đầy đủ đấy. Như ở đây thì anh em có thể thấy chúng ta có cổng nguồn này. Ở đây thì anh em sẽ có một cái cổng mic và anh em sẽ có một cổng tai nghe nữa. Như bao chiếc màn hình khác thôi, chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng USB Type-B, một cổng USB Type-A nữa đây, và thêm hai cổng nữa cạnh bên nữa là ba cổng tất cả. Nhưng quan trọng nhất anh em vẫn thấy một cổng ở đây, cổng VGA. Cổng VGA rất cổ rồi nhưng nó vẫn có. Đó là một cái dấu hiệu điển hình của một chiếc màn hình văn phòng, một chiếc màn hình làm việc có thể nói là khá chuyên nghiệp. Không phải là làm những cái việc kiểu như là thiết kế đồ họa hay gì cả, mà đây là một chiếc màn hình cho dân văn phòng chuyên nghiệp. Ok, bây giờ thì anh em sẽ cùng mình setup nó lên. Thật ra là mình cũng sẽ cắm vào laptop thôi, nhưng mà để chúng ta có thể xem được là cái màn hình này nó sẽ có tính năng đến như thế nào. Và đây là chiếc màn hình chúng ta sau khi mà mình đã setup nó lên và tiến hành một vài cái bài kiểm tra nhanh qua cái thiết bị của mình. Như anh em có thể thấy là những chiếc màn hình mà hỗ trợ cổng USB ấy, mình thấy nó rất tiện luôn. Anh em thấy là mình cắm thẳng vào đây, ngay cả chuột máy tính của mình cũng cắm vào đây luôn. Nó rất tiện. Và đây là kết quả của cái bài đo của mình. Như anh em có thể thấy là color gamut, cái độ phủ màu của chiếc màn hình này không phải là một con số mà quá ấn tượng. Nó ở mức gọi là trung bình thôi, trung bình khá thôi. Nó không tệ nhưng mà nó không quá xuất sắc. Nếu như mà bây giờ anh em màn hình gaming, chúng ta đã có những chiếc màn hình có độ phủ trên 100% sRGB rồi thì các thông số khác rất là khủng khiếp, thì chiếc màn hình này sẽ đáp ứng cho anh em 93% giải màu sRGB, 72% giải màu Adobe RGB. Mình cứ quen màu Adobe nhưng thật ra đây nó là Adobe RGB. Đấy, kiểu vậy. Ở đây chúng ta có 76% DCI-P3 và 70% NTSC. Nói chung là về cái độ phủ màu thì không quá ấn tượng, nhưng nó vẫn đủ để anh em có thể làm những công việc hàng ngày mà không bị gọi là sai màu hay là bị thiếu màu hay là bị nhợt nhạt gì cả. Chiếc màn hình này vẫn mang lại một cái performance, một cái hiển thị màu sắc khá tốt theo mắt thường mà chúng ta có thể nhìn thấy. Giải gamma chiếc màn hình này cũng không quá được chú trọng khi mà ở trong OSD. Anh em có thể nhìn thấy ở đây gamma. Đây, gamma đang ở 2.2 á. Chiếc màn hình này có khả năng cho phép anh em thay đổi các mức gamma từ 2.2 từ 1.8 cho tới tận là 2.8. Đó, khi mà thay đổi gamma thì anh em sẽ thấy một số sự chuyển biến nhất định ở trong chiếc màn hình này. Đây. Đó. Gamma càng cao thì anh em có thể cảm giác cảm nhận được cái độ tương phản của chiếc màn hình này nó càng cao. Dễ hiểu thì là như vậy. Đó, anh em thấy nó đậm hẳn hơn đúng không? Thì cái tính năng này nó sẽ rất có ích, thay đổi gamma rất có ích cho những công việc cụ thể liên quan đến văn phòng, lát nữa chúng ta sẽ nói sau. Độ sáng cũng như là cái contrast trên màn hình này lại khiến mình khá bất ngờ khi mà đó, contrast của một tấm nền IPS LCD bình thường như mình vẫn nói là lý tưởng là 1000:1, tệ thì là 3400:1, nhưng mà cái màn hình này từ độ sáng 100% của nó ở mức là 259,7 nit, nó là 870:1. Đây là một mức contrast tương đối tốt cho một tấm nền IPS. Nhưng bất ngờ chỗ là nó xuống đến 0%, độ sáng thấp nhất, contrast nó vẫn 870:1. Cái khoảng contrast tốt nhất của màn hình này nó nằm ở 50-75%. Và đấy cũng là cái khoảng độ sáng mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên nhất khi mà anh em sử dụng ở trong môi trường văn phòng, hoặc là buổi tối anh em làm việc ở nhà, hoặc là học online hay gì đó, thì đây là khoảng độ sáng rất tốt. 6600K wide point cũng khá chuẩn. Tiêu chuẩn của nó là 6500K. Đấy, thì 6600K không lệch quá nhiều. Có nhiều cái màn hình mình thấy nó lên đến 6700, 6800, thậm chí là 7000, thì nó đấy là nó hơi lệch. Cái này thì không cần quan tâm này. Screen uniformity lại là một cái thông số mà có lẽ nếu như mà anh em làm việc chuyên nghiệp thì sẽ quan tâm đến cái độ đồng đều màu trên các cái vùng này, cũng như là đồng đều sáng. Thì độ đều màu cái màn hình này mặc dù không phải dành cho người sử dụng chuyên về màu sắc chuyên nghiệp, thì delta E lệch giữa góc dưới và góc này nó sẽ là khoảng lệch nhiều nhất, nhưng mà nhìn chung là nó cũng những cái đường này nó không quá nhằng nhịt, không quá chi tiết, không quá chi chít, thì nó cũng mang lại một cái độ đồng đều tương đối tốt. Và ở đây là độ sáng 100%. Nếu như mà ở cái độ sáng mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất là khoảng 50% cho đến 75% thì anh em thấy đấy. Độ đồng đều khá tốt, độ lệch nhiều nhất 3.9. Và về cái độ sáng cái màn hình này thì mình lại đánh giá không cao khi mà nó gom sáng ở giữa hơi nhiều. Đó, trên dưới sẽ tối hơn. Nhưng mà cái này chỉ có máy nhìn ra thôi anh em ạ. Còn mắt anh em ấy
thì một là anh em vào trong phòng tối om tắt hết đèn đi, sau đó anh em hạ độ sáng xuống thấp nhất có thể thì anh em mới có thể là phần nào nhìn được cái sự chênh lệch này. Còn với những cái độ sáng khoảng trung bình 50% cùng với cả ánh sáng môi trường nó phức tạp thì mắt cú vọ mới có thể nhận ra. Độ chính xác màu thì cũng không phải là một cái điểm mạnh của cái màn hình này, khi mà delta E lệch khá là nhiều. Nhưng anh em để ý nhá, chỉ có một số màu mà một số cái màu trầm đó, màu tối này, nó mới có độ lệch lớn hơn 2. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, khi mà gamma chúng ta đo ra không được chuẩn như thế thì những cái màu tối nó sẽ có xu hướng lệch đi nhiều hơn. Thì đây là cái bảng delta E lệch màu. Đấy anh em thấy không? Phần lớn là ở cái khoảng grayscale nhá, grayscale này. Đó, nó sẽ lệch ở những càng tối càng lệch đó. Cái trend line của nó anh em thấy không? Càng tối nó càng lệch. Và những cái màu sắc thì không tệ một chút nào đúng không? Đó, màu tối lệch, màu tối lệch. À, cái màu 1F không chạy đâu được. Điểm yếu cố hữu rất nhiều tấm nền IPS. Và suy cho cùng thì cái delta E trung bình của màn hình này vẫn đạt cái ngưỡng đủ để anh em có thể sử dụng làm Photoshop không chuyên, gọi là làm ảnh phục vụ những công việc bình thường thôi, thì nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho anh em. Còn nếu như anh em làm chuyên nghiệp kiểu chuẩn màu, chuẩn in ấn các kiểu thì cái màn hình này anh em sẽ phải suy nghĩ lại một chút. Và mình sẽ bỏ qua cái phần monitor rating bởi vì nó thật sự là nó sẽ chuyên biệt cho từng cái nhu cầu cụ thể hơn là một cái màn hình để anh em có thể làm được mọi việc. Vậy thì cái phần gamma thay đổi từ 1.8 đến 2.8 này nó sẽ phục vụ cho nhu cầu nào? Anh em biết không? Là nhu cầu này. Chi chít. Chi chít. Số chữ nhỏ. Đây là một chiếc màn hình văn phòng. Mình xin khẳng định lại, đây là một chiếc màn hình thuần văn phòng. Và thậm chí không phải là văn phòng bình thường mà là văn phòng chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Chúng ta có webcam. Đó. Webcam thay đổi được độ nghiêng. Cái này chắc là lát nữa mình sẽ quay video cho anh em nhìn rõ hơn. Chúng ta có cửa sập webcam. Đó, nó rất chuyên nghiệp. Chúng ta có mic luôn nhá. Và ở đây, với khả năng thay đổi được gamma thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho dân văn phòng khi mà phải làm việc lâu với những cái bảng tính hoặc là văn bản với hai cái màu tương phản là đen và trắng. Ví dụ như bây giờ mình sẽ giảm cái gamma này xuống 1.8 chẳng hạn. Đó, anh em sẽ thấy là có lẽ là qua camera sẽ khó nhìn một chút, nhưng mà cái màu đen và màu trắng nó sẽ hơi giảm tương phản đi. Còn nếu như mà muốn tăng tương phản lên, đơn giản nâng nó lên gamma 2.8. Đó, anh em thấy mọi thứ nó rõ ràng hơn, dễ nhìn hơn, thuận mắt hơn, trong khi là cái độ sáng màn hình không cần phải tăng lên quá nhiều. Không cần phải tăng lên, chúng ta vẫn có thể nhìn rõ với giải gamma cao. Đó chính là cái thứ mà các nhân viên văn phòng chắc chắn sẽ cần. Quay trở lại với cái màn hình này thì chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất là webcam. Webcam thì ở đây anh em sẽ thấy chúng ta có webcam ở trên, hai bên có hai cái lỗ và cái đèn trạng thái sử dụng ở đây. Và mình sẽ bật webcam lên. Đây. Hơi bừa một tí, anh em thông cảm nhé. Nhưng mà anh em thấy không? Ở đây là một cái đèn rất sáng, đang ngược sáng nhá. Nhưng mà cái khả năng gọi là HDR cái màn hình này cũng khá tốt. Bây giờ thì mình sẽ thử quay một đoạn màn hình. Đây đây đây, mình sẽ đứng về phía bên này cho nó gần cam hơn. Và mình quay một đoạn để thu âm thử ở trên webcam này cho anh em nghe xem cái chất lượng thu âm của nó như thế nào. Và đây, đây là âm thanh cũng như hình ảnh anh em đang quan sát được từ webcam và mic tích hợp trên chiếc màn hình ViewSonic VG2440V. Có thể nói là về chất lượng hình ảnh của webcam thì mình đánh giá rất cao. Bởi vì sao? Anh em nhìn nhá, mình sẽ so sánh nó với webcam ở trên chiếc laptop của mình. Đây. Lát nữa thì mình mới bật được webcam trên laptop. Nhưng mà đây là webcam Full HD, độ phân giải của nó là Full HD, cho nên là chất lượng hình ảnh nó rất tốt. Nếu như mà anh em để full màn hình này thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy nó hơi gai, hơi bị bệt màu. Nhưng nếu như mà ở trong cái môi trường gọi là anh em cái nhu cầu sử dụng là để đàm thoại, để học online, để meeting online chẳng hạn, thì cái hình của anh em nhỏ như này thôi, độ nét rất tốt. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ, có lẽ là do mình đang quay ngược sáng thì cái màn hình này nó không được cái webcam này nó không được contrast tốt cho lắm, trông nó hơi ấy. Nhưng mà anh em để ý nhá, đó mình di chuyển này, nó thay đổi độ sáng rất tốt, nó cân bằng sáng rất tốt, đó tốc độ cân bằng sáng rất nhanh đúng không? Vâng, và đó là âm thanh cũng như hình ảnh anh em xem được từ webcam của chiếc màn hình VG2440V. Còn đây, đây là webcam của chiếc laptop mình đang gắn vào chiếc màn hình này. Thì anh em có thể thấy là webcam HD thôi chứ không phải Full HD, cho nên là rõ ràng cái chất lượng hình ảnh của nó giảm đi rất nhiều. Và anh em nhìn ra mình này, nó vàng khè đúng không? Nó vàng khè luôn. Laptop
có mấy chục triệu, mình không bằng một màn hình 5 triệu. Màn hình hiển thị thì cũng đủ dùng cho môi trường văn phòng này. Webcam có rồi này, họp hành các thứ không phải lo lỉnh kỉnh đi cắm webcam rời các thứ cũng tiện đấy. Thế bây giờ có webcam rồi nhưng mà không có loa thì họp kiểu gì? Lại phải cắm tai nghe vào à? Hay là lại phải bật loa ngoài à? Ồn chết được. Anh em yên tâm, màn hình này nó tích hợp loa cho anh em luôn. Đây, mình sẽ mở một đoạn video cũng như là âm thanh cho anh em nghe thử nhá. Anh em thấy sao? Cái loa này thì đúng là chỉ để họp online thôi, hoặc là học online thôi. Nói chung là nếu như mà các vị phụ huynh muốn tìm một chiếc màn hình để cho con em ở nhà học online mà không cần quá nhiều phụ kiện, không cần tốn thêm tiền mua webcam, không cần tốn thêm tiền mua loa ngoài tai nghe, không cần tốn thêm tiền mua mic, thì đây, cứ cho là tiền mic, loa ngoài tai nghe tổng cộng lên khoảng 1 triệu rưỡi, 2 triệu đi, thì cái màn hình tính ra có 3 triệu mà webcam lại là webcam Full HD với chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh mà mọi người đã được kiểm chứng khi nãy, mà mình thì chắc là lát nữa mình mới được kiểm chứng sau. Tính ra nhá, 5 triệu cái màn hình này trừ cái webcam, bây giờ anh em mua cái webcam Full HD là nó cũng không ít tiền đâu, không ít tiền một tí nào đâu. Full HD nhá, chứ còn webcam mà HD bình thường thôi ấy thì mình thấy mấy trăm nghìn cũng có, nhưng Full HD thì cũng phải quanh quẩn củ, thậm chí là đắt hơn nhiều. Thì chiếc màn hình này đang đáp ứng rất tốt cái về mặt webcam. Đó, nếu như mà anh em trừ bớt đi webcam, trừ bớt đi loa ngoài, trừ bớt đi một số cái tính năng mà chiếc màn hình này mang lại, thì mình nghĩ là cái màn hình này thực tế giá nó cũng rất đúng giá với một chiếc màn hình văn phòng 24 inch chuyên nghiệp cộng thêm cái webcam nữa, thì nó lên thành mức giá 5 triệu nó là hợp lý. Theo mình thì là như vậy, còn anh em thì nghĩ sao? Mình sẽ tổng kết lại nhanh nhá. Đây là một chiếc màn hình thuần cho dân văn phòng và mang đến cho anh em một cái trải nghiệm làm việc 4.0. Và tại sao mình review màn hình mình hay ngồi mà hôm nay mình lại đứng? Tại vì đó, cái màn hình này sẽ giúp anh em có thể đứng làm việc rất là thoải mái, đúng không? Đó, rất dễ dàng, rất đơn giản, anh em có thể làm được rất nhiều tư thế làm việc khác nhau. Ví dụ bàn làm việc của anh em nó thấp hơn cái bàn của mình một tí nhá, nhưng mà anh em cần thuyết trình, anh em có thể đứng lên, chĩa webcam vào mình, nói như một doanh nhân thực thụ. Đó, nó là những thứ mà chiếc màn hình này sẽ mang lại. Và quan trọng nhất là với cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì có thể là cái việc học online nó vẫn chưa thể nào chấm dứt ngay được. Có thể chúng ta vẫn sẽ phải học online trong tương lai, thì đây lại là một chiếc màn hình quá hợp lý cho các cháu ở nhà học online. Bởi vì sao? Chúng ta có sẵn một độ phân giải vừa phải, một kích thước không quá lớn, có sẵn webcam, có sẵn mic và có cả loa ngoài để nghe cô giáo giảng luôn. Chấm luôn. Vâng, và đó là những gì mà anh em sẽ có được khi mà sở hữu chiếc màn hình ViewSonic VG2440V dân văn phòng. Nên chú ý đến nó. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.